nhưng chúng ta phải hiểu rằng mọi đánh giá trong dung đều rất phiến diện đánh giá chỉ là phương tiện để hỗ trợ để điều chỉnh việc giáo dục được trở nên tốt hơn thì nó lại trở thành mục đích đấy chính là một quá trình tha hóa thành chính hóa quan liêu hóa chúng ta thường nhân danh giáo dục nhân danh tương lai của các con ở chúng ta đòn roi rồi nghiền nát ước mơ nghiền nát sáng tạo và bi kịch ở trong rồi của nó xuất hiện từ đó. À, xin chào các bạn đang theo dõi chương trình này. Tôi là Giáp Văn Dương, học để trưởng thành, cái trưởng thành là gì? Một người trên 16 tuổi, hay gì 60 tuổi chưa chắc đã trưởng thành, nhưng có người thành giáo sư rồi vẫn chưa trưởng thành đâu nhé. Theo tôi cái dấu mốc để đánh dấu một người trưởng thành hay không nó thể hiện ở một chi tiết thôi. Cho người thầy giỏi là người có thể kéo ra, khơi ra những khả năng và hiện thực hóa nó để tạo ra những con người mới, sự trưởng thành mới, chứ không phải là nhồi vào đâu nhé. Giữa việc dạy con nhà mình và việc dạy con nhà người thì với anh chuyện gì là khó hơn ạ? Chào mừng các bạn đến với Từ Tốn Học, một podcast cổ vũ tinh thần học tập suốt đời. Mình là Nga Levi, host của chương trình. Trong số đầu tiên của Từ Tốn Học, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tiến sĩ Giáp Văn Dương, một nhà khoa học, một chuyên gia giáo dục để cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Học để làm gì? Một mùa tiệu trường đã tới rồi và mình nghĩ đây là thời điểm không thể phù hợp hơn để chúng ta cùng nói về câu chuyện thực học và thực dạy. Ngày hôm nay thì Nga rất là vinh dự được mời đến trường quay tiến sĩ Giáp Văn Dương. Anh là một học giả, một nhà nghiên cứu khoa học, đồng thời cũng là một người thực hành giáo dục rất là nhiều năm rồi. Và em rất là vui vì anh đã dành thời gian đến chia sẻ với cả chúng em. Trước hết thì anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? xin chào Nga, uh, xin chào uh, các bạn đang theo dõi chương trình này. Tôi là Giáp Văn Dương. Đã thì uh, hiện giờ thì tôi là một nhà giáo dục uh, triển khai những ý tưởng giáo dục của mình xuống các chương trình phổ thông, đồng thời cũng là một nhà đào tạo uh, chuyên đào tạo các chương trình leadership, tức là chương trình kỹ năng lãnh đạo cho doanh nghiệp. Đã. ngoài ra còn có những sở thích khác, ví dụ như viết báo, viết sách, cho cũng là một tác giả. À tựu chung thì tôi vẫn hoạt động trong lĩnh vực tri thức. Một cái từ khóa mà em nghĩ là có thể tạm gọi như là gắn liền với cả hình ảnh của anh cũng như là cái tên của anh trong hành trình anh làm giáo dục đấy là từ khóa về thực học. Thì anh Giáp Văn Dương là một người theo em thấy là anh có rất là nhiều bằng cấp theo tiêu chuẩn chung của xã hội đúng không ạ? Anh học nhiều, nghiên cứu nhiều, có nhiều những cái nghiên cứu khoa học vân vân. À, thế thì một người có nhiều bằng cấp định nghĩa như thế nào về chuyện thực học ạ? cái mà tôi uh, luôn hướng tới trong việc làm giáo dục ấy, uh, đó là tự thân khai sáng mỗi người phải tự thân khai sáng tự khai sáng bản thân mình khai sáng cho con đường của mình đi uh, thế thì để có thể tự thân khai sáng được thì cái tinh thần là uh, thực học thực dạy nó rất là quan trọng thế cho là nó trở lại cái câu chuyện là, vậy thì uh, Thực học Nó là cái gì? Và cái đây nó là một cái vấn đề không mới nhé Nó là cả một cái lịch sử từ những năm 1905 bảy Chúng ta nhìn lại chúng ta thấy đúng không? Từ cái thời Đông Kinh Nghĩa Thục Là các cụ nhà mình đã nói chuyện là Thực học, thực nghiệp Và nhìn lại sâu xa hơn Là Nhật Bản thời Duy Tân Minh Trị Có cả một cái trào lưu là Thực học, thực nghiệp Thế vì sao nó lại như thế? Vì giáo dục của á đông ngày trước đó, nó bắt nguồn từ giáo dục của uh, nho giáo thời phong kiến và giáo dục thời đó bị đánh giá là tầm trương trích cú là học chỉ để thi và thi để làm quan đấy cho là nó tạo ra một quan tính là gì học chỉ để thi để lấy bằng cấp để làm quan đấy. Thì làm quan có thể hiểu bây giờ là trở thành công chức vào trong bộ máy công quyền và cái quán tính nó nó vẫn làm cái dòng chủ đạo trong tư tưởng học của của đa số người Việt nhé ừ. cái đó xấu không không hẳn xấu nếu như chúng ta xét hoàn cảnh lịch sử cụ thể của ngày xưa bởi vì ngày xưa là uh, kinh tế khoa học công nghệ không phát triển cho là ngoài cái chuyện là làm ruộng ra thì gần như con đường thoát duy nhất cho những người muốn có một cái gì đó khác, muốn thay đổi số phận của mình, đó là gì? Làm qua. Chứ đấy là cái con đường mà trong hoàn cảnh đó họ có một con đường khác thì họ chỉ đi theo con đường ấy thì thì không hẳn xấu. Nhưng bây giờ chúng ta bung nở muôn vàn ngành nghề khác nhau, muôn vàn nghề nghiệp khác nhau, mà cái quán tính đó vẫn như thế thì nó không còn phù hợp nữa là cái số một, cái số hai nó là thực sự là học chỉ để thi, thi để điểm số để bằng cấp rồi là mua bán bằng cấp, mua bán điểm số để hợp lý hóa cho các cái vị trí công việc của mình, thậm chí có những vị trí mà đặc quyền đặc lợi, đó bằng cách là sử dụng bằng cấp và cái đấy nó tạo ra một cái điều hướng trong cái hoạt động giáo dục là gì? là học chỉ để thi và đánh giá mọi thứ dựa trên thi cử dựa trên bằng cấp, Đã. dựa trên điểm số. Thế thì chúng ta sẽ thấy điều đó nó gây ra một cái tình trạng mà chúng ta có thể khái quát là cái phương pháp giáo dục chủ đạo và truyền thống bây giờ là gì thầy dạy cho hiểu rồi cho ghi nhớ xong thầy kiểm tra sự hiểu sự nhớ ấy. Ừ. cho nên chỉ có bốn bước này thầy dạy xong cho hiểu xong cho ghi nhớ xong thầy kiểm tra sự hiểu sự nhớ ấy bằng các bài thi các bài kiểm tra trong cái câu cửa miệng của tất cả các thầy cô là gì em hiểu chưa em hiểu chưa rồi là hiểu rồi ấy, thì phải nhớ ừ. nhớ nhớ một cách học thuộc lòng ừ. văn thì học văn mẫu toán thì học toán dạng Nếu như hai bạn đánh nhau thì thay vì hướng dẫn các con là gì xin lỗi nhau kia gì bắt chấp phạt mỗi bạn ba mươi lần ừ. tại sao lại phải chấp phạt chấp phạt để nhớ ừ. tức là mọi hoạt động đều quy về chuyện là gì đây Chính để hiểu. nhớ nhớ để để thi nhưng mà nó còn suy thoái đến một cái mức nữa là gì là cái đích đến của cái chương trình ấy là để thi cho cuối cùng là nhiều người nhiều đến mức là trở thành đa số ấy, là gì chỉ tập trung cho thi cử và dạy các mẹo mực để thi cử mà thậm chí không cần hiểu không cần nhớ uh, tips tricks, uh, tích tất cả các câu c chẳng hạn hoặc là uh, thấy câu này thì bỏ qua thế nọ thế kia tất cả các tính toán đấy và chúng ta thấy cái đó thì nó không còn là giáo dục nữa nó không còn học nữa tức là gì chỉ là những mẹo mực những kỹ thuật để đối phó để thư để lấy điểm, để lấy bằng cấp. Trong cuối cùng là chúng ta lãng phí rất nhiều nguồn lực, rất nhiều thời gian, rất nhiều tâm trí để cho cái việc ấy mà suy cho cùng cái việc ấy rất là vô nghĩa. Và cái hệ quả của nó, chúng ta có thể tự đánh giá mình và những người xung quanh. Ví dụ như tôi có một cái bài test khi tuyển dụng nhân sự, hạn nhé. Cứ mỗi khi tuyển dụng nhân sự mà khi nào tôi dùng cái bài này là hãy viết một bài luận giới thiệu về bản thân mình hoặc giới thiệu về công việc mà bạn ứng tuyển trong 500 700 chữ thì khoảng 70% là ứng viên là sẽ fail sẽ thất bại. Tức là tốt nghiệp đại học ra không thể viết được một bài luận 500 700 chữ về mình hoặc là về công việc mà mình ứng tuyển mà đúng chính tả, đúng ngữ pháp, có ý tứ, có cấu trúc mạch lạc rõ ràng. 12 năm phổ thông, 4 năm đại học mà không thể viết một cái bài văn ngắn như thế. Trong khi đó thì đã đi qua bao nhiêu kỳ thi, viết bao nhiêu bài tập làm văn trong suốt quá trình học ấy. Thế thì chứng tỏ là tất cả những cái hoạt động viết ngày xưa, học ngày xưa nó không thật. Nó không thật đến khi anh phải chứng minh cái năng lực của anh viết một cái bài luận ngắn như thế khoảng một trang thôi. Hay viết một cái email uh, chỉn chu tử tế để giao dịch công việc thôi anh cũng không làm được. Thế chứng tỏ là anh đã lãng phí rất là nhiều thời gian tâm sức tiền bạc cho toàn bộ cái quãng đời giáo dục trước đây mà nó không mang lại giá trị thật điều đó chứng tỏ là gì cái giáo dục đấy là không thật và cái việc học của anh cũng là không thật và việc dạy của thầy cũng là không thật thế thì cái tiêu chí cái gì để đánh giá là một người đã học thật hay không một người đã dạy thật hay không và một nền giáo dục đã là giáo dục thật hay không thì tôi thấy chúng ta phải trở lại cái mục tiêu của giáo dục mục tiêu của giáo dục suy cho cùng là gì là tạo ra sự trưởng thành cho người học nếu như anh tạo ra một sự trưởng thành thật trong nhận thức trong hành vi trong ứng xử trong nhân sinh quan trong thế giới quan trong việc tự chủ đời sống của chính mình trong việc phát huy tư duy độc lập của chính mình tức là một sự trưởng thành thật thể hiện ở mọi khía cạnh khác nhau thì đấy là học thật dạy thật và giáo dục thật thế còn nếu như anh không tạo ra được sự trưởng thành đó thì đấy không phải học thật dạy thật và giáo dục thật thế còn bằng cấp cao đến bao nhiêu đi chăng nữa điểm số cao đến bao nhiêu đi chăng nữa mà anh không có một sự trưởng thành thật mà nó thể hiện bằng việc là anh không tự chủ được trong công việc của anh đời sống của anh nhận thức của anh anh vẫn luôn phải hỏi ý kiến người khác anh không có tư duy độc lập anh không phân biệt được phải trái đúng sai tốt xấu Đã? thì khi đó là không phải là giáo dục thật chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những thứ không thật đó. Em rất là đồng tình và và khá là tâm đắc với những chia sẻ về mục tiêu của giáo dục của anh Dương, tức là đến cuối ngày chúng ta cần đi vào một cái con đường học hành hay một cái con đường học tập nào đó và để sau khi chúng ta trải qua cái chuyện đấy thì chúng ta trở thành một cái phiên bản tốt hơn hay là trưởng thành, trưởng thành hơn của chính mình. Nhưng mà em cũng có một câu hỏi cho anh Dương đấy là thế thì làm thế nào để mình mình đo đạc trong hoặc kép được về sự trưởng thành đấy nếu không phải bằng những bài kiểm tra hoặc là vẫn bằng những bài kiểm tra hay là một cái công cụ đánh giá nào đó mà mình mình đo được thực sự đấy là sự trưởng thành thật chứ không phải là tôi học vẹt hay là tôi học thuộc lòng văn mẫu hay là tôi học toán giả à ở đây nhé làm thế nào để đo sự trưởng thành thật cho mình nhé thực ra là mình không cần phải đo đâu mà cuộc đời nó sẽ đo mình mình trưởng thành không cuộc đời sẽ đo mình công việc nó sẽ đo mình À, các cái tình huống trong cuộc sống nó sẽ đo mình Đúng, Đúng không? Mình có năng lực thật ấy, là mình sẽ hiện ngay trong các cái tình huống ứng xử Trong việc xử lý công việc Trong việc dẫn dắt người khác Trong việc làm việc cùng người khác Trong việc tổ chức gia đình của chính mình Trong việc dạy con chính mình Tức là cuộc sống nó sẽ đo mình Những tình huống mà mình phải đối mặt nó sẽ đo mình Chứ còn mình không cần thiết phải đo cái sự trưởng thành của mình đâu Và thường mình đo là mình dễ ảo tưởng lắm à, Mình nghĩ rằng mình đã trưởng thành mình là giỏi giang mình là thiên tài mình là cái rốn của vũ trụ thì đa số là ảo tưởng không cuộc đời nó sẽ đo đấy nó sẽ cho anh biết là anh có trưởng thành thật hay không vậy thì em hiểu là những cái khung đánh giá những cái công cụ đánh giá ở một khía cạnh nào đấy nó sẽ chỉ mang tính tham khảo đúng không ạ ví dụ khi mà mình gửi con mình đến một ngôi trường hoặc là các bạn học ở một cái trường đại học mình cũng có những cái thang đánh giá và công cụ đánh giá nhưng mình nhưng mình biết rằng là đấy không phải là một cái mục tiêu tối thượng của cái việc đi học ở cái trường hay là tham ở gia vào cái trường đấy thang đánh giá hoặc là các cái chuẩn đánh giá là bắt buộc phải có bởi vì không có thì không có gì để đo lường đánh giá nhưng chúng ta phải hiểu rằng á, mọi đánh giá trong du đều rất phiến diện và chỉ có tính chất tham khảo ai có thể đánh giá tình yêu của tôi với công việc. Ai có thể đánh giá tình yêu của tôi với cuộc sống? Ai có thể đánh giá được ý nghĩa tồn tại của chính tôi? Ai có thể đánh giá niềm vui nỗi buồn của tôi? Đúng không? Đấy, cho nên là cái đánh giá chúng ta phải có tại vì nếu không thì chúng ta chẳng có gì trong tay cả để chúng ta đo lường, chúng ta điều chỉnh. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là đánh giá để điều chỉnh quá trình dạy, quá trình học nó tốt hơn, chứ không phải đánh giá chỉ để đánh giá, chỉ để báo cáo, chỉ để điểm số để chỉnh lên. Đấy cho nên nó khác hẳn nhau. Cho nên là ở đây phải thấy rõ đánh giá là để điều chỉnh cho tốt hơn và để tham khảo, và mọi đánh giá đều phiến diện. Nhưng qua một quá trình vận động của giáo dục có thể kéo dài nhiều năm, nhiều bộ quy trình, nhiều bộ luật ban hành rồi nhiều quy định ban hành ấy thì từ cái phương tiện đánh giá chỉ là phương tiện để hỗ trợ để điều chỉnh việc giáo dục được trở nên tốt hơn thì nó lại trở thành mục đích chọn ví dụ nha trước đây có những cái cuộc thi người thi là trong phần trăm điểm tuyệt đối tại vì học các cái mẹo mực nhưng mà hỏi nội dung chi tiết thì người ta chẳng nhớ gì chẳng hiểu gì cả đấy thì cái đó là cái kết quả đánh giá và cái đối tượng được đánh giá thực sự nó chẳng liên quan gì nhau cả đấy và nếu như bạn đã từng đi học rồi nhé bạn sẽ thấy sẽ có những môn mà bạn chỉ học để cho thi thi xong một tuần xong là bạn quên hết quên chẳng hết. nhớ gì đó thế thì đúng ạ sự thật đó là như thế cho nên là đánh giá chỉ là phương tiện của giáo dục nhưng bằng một cách nào đấy nó lại trở thành mục đích của giáo dục và bi kịch ở trong giáo dục nó xuất hiện từ đó và nó chi phối mọi ngóc ngách cho nên là Ví dụ như cái chuẩn đầu ra chẳng nhé. Rất nhiều phụ huynh đến hỏi chúng tôi về chuẩn đầu ra thế nào. Chương trình dâu của, của nhà trường thế này, môn tiếng Anh thế này thì chuẩn đầu ra là thế nào. Cái đấy là một cái đã rất sai mà không phải sai của phụ huynh mà của những người làm giáo dục, chính những người làm chính sách. Nếu như trong thuật ngữ tiếng Anh nó là expected outcomes tức là cái kết quả mong đợi nếu chúng ta làm, chúng ta thực hiện gần này hoạt động giáo dục thì chúng ta có thể mong đợi cái kết quả như thế này nhưng nó không phải là chuẩn đầu ra đã, tôi được quyền mong đợi như thế này bởi vì tôi đã làm lần này việc đã đi một cái lộ trình như thế này nhưng nếu như coi nó là chuẩn đầu ra thì nó trở thành cái quy trình cứng một cái nhà máy sản xuất đo ni đóng giày phải chuẩn như thế thì thay vì là mỗi con người một cá thể là một thực thể độc lập và sáng tạo và trưởng thành theo cách của mình có cái màu sắc riêng của mình thì trở thành là gì đấy sản xuất hàng loạt tại vì nó phải theo chuẩn mà đấy thì chỉ sai một chữ trong việc dịch thuật ngữ thôi ấy. nó tạo ra hai cái con đường giáo dục hoàn toàn khác nhau và người ta người ta tất cả đều hài lòng với cái chuyện là chuẩn đầu ra bởi vì bởi vì đánh giá đánh giá thay vì là phương tiện đã trở thành gì mục đích đấy chúng ta thấy chỉ sai một chi tiết nhỏ ban đầu thôi nó sẽ tạo ra những cái sạch khác rất là lớn về sau Nhân mà mình đang nói về câu chuyện là thực học cũng như là cái câu chuyện gọi là kết quả đồ ra thì em đang suy nghĩ đến một cái chuyện là uh, thế thì việc học mình mình có nên có một cái lúc nào cũng cần một cái kết quả đầu ra đấy không thì câu hỏi à, câu trả lời chắc chắn sẽ là không nhưng mà làm thế nào để mình phân biệt được giữa việc là tôi biết là tôi học cái đấy để tôi ấm vào thân chứ không phải để vì một thứ trang sức tri thức gì khác nhất là đối với những người mà em nghĩ là đã trải qua ví dụ không chỉ là các em nhỏ hoặc là các bạn trẻ uh, học phổ thông hay đại học nữa mà khi mà chúng ta đã bước ra đời chúng ta đi làm có rất nhiều khi chúng ta phải học những cái thứ kiến thức mới nhưng nó không để đánh giá hay là thi một bài thi gì cả và làm thế nào để mình có thể phân biệt được giữa chuyện là học thế này là để để cho mình không phải là để để tôi khoe với người khác là tôi có cái đấy tôi có cái certificate đấy hay tôi có cái chứng chỉ đấy ừ nó cũng là cái câu hỏi căn cốt của giáo dục đấy nhé bây giờ học nhiều như thế đúng không thế thì lấy cái gì để đánh dấu rằng đấy là học thật đấy là học cho tôi chứ không phải là học vì chương trình quy định như thế vì hết lớp 1 phải lên lớp 2 phải hết cấp 2 phải lên cấp 3 hết cấp 3 phải vào đại học rồi là thầy cô bố mẹ bảo thế rồi là chương trình sách giáo khoa thiết kế như thế thì phải học như thế nó rất là nhiều hoạt động bây giờ một đứa trẻ có thể học 12, 14, 15 môn trong một một tuần đấy rồi học thêm rồi học đủ mọi thứ khác nhau thế thì lấy cái chỉ số gì cái dấu mốc gì cái tiêu chí gì để đánh giá là à tôi thực sự trưởng thành đấy. thế thì có một chi tiết rất là quan trọng trong cái bài luận trả lời câu hỏi khai sáng là gì của Immanuel Kant ấy, thì ngay câu mở đầu ông nói rằng là gì khai sáng là sự thoát ly khỏi tình trạng vị thành niên do chính con người gây ra học để trưởng thành để trưởng thành là gì chúng ta thấy là người trưởng thành nhé nó khác với trẻ em khác với vị thành niên vì nhiều thứ lắm ví dụ như dưới 16 tuổi vị thành niên đúng không khi phạm pháp thì sẽ xử lý khác pháp luật sẽ xử lý khác tại vì người ta là trẻ em là vị thành niên nhưng người trưởng thành sẽ phải xử lý khác cái trưởng thành ở chỗ đó đấy Thế thì lấy cái gì để phân biệt một người trưởng thành, một người vị thanh niên? Trong pháp luật dùng cái cách dễ nhất tức là dùng tuổi tác. Trên 16 tuổi là coi là gì đây? Là không còn vị thanh niên nữa. Cho nên anh phải chịu đầy đủ trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng một người trên 16 tuổi, thậm chí 60 tuổi chưa chắc đã trưởng thành. Trong năm trước, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiêu nói rằng là gì? Dân 25 triệu, ai người lớn nước 4.000 năm với trẻ con? Ông nói thế có lý. Bởi vì 30 tuổi chưa chắc đã trưởng thành Và chúng ta thấy do gia sư này Do người giúp việc chúng ta đang có cả một thế hệ Những em bé tuổi 30 Bé thì được mẹ chăm, được gia sư chăm Rồi là hướng dẫn học Rồi hướng dẫn làm bài hộ, rồi là người giúp việc đúng không Xong lớn lên rồi lập gia đình rồi 30 tuổi rồi vẫn Vẫn cần được chăm sóc như thế Thế thì rõ ràng như thế này chưa trưởng thành thế thì chúng ta phải phân biệt thế nào là người trưởng thành và vị thành niên nếu như mình uh, quan sát cái yêu cầu của các đại sứ quán khi cấp visa đi du học cho học sinh chúng ta sẽ thấy có một cái điều khoản là gì đây phải có người giám hộ nếu như dưới một cái tuổi nào đấy đúng không ví dụ như dưới 13 hay 16 tuổi để được cấp visa thì anh phải có người giám hộ người giám hộ ở nước ngoài, anh phải ở cùng với một gia đình nào đó hoặc anh ở trong ký túc xá và có thể cô nào đó là người giám hộ cho anh. Thế thì tại sao lại cần người giám hộ? Bởi vì trẻ em hay người vị thành niên đó, là trí tuệ chưa trưởng thành. Vì trí tuệ chưa trưởng thành, chân không thể tự ra các quyết định trong việc tổ chức đời sống của mình. Mà tốt cho mình và không ảnh hưởng đến người khác hoặc ảnh hưởng đến xã hội. Vì thế anh ta phải trông cậy vào trí tuệ của người khác, chỉ dẫn của người khác. Chân phải có người giám hộ. Chân người chưa trưởng thành hay vị thành niên ấy, là người chưa thể đưa ra những quyết định độc lập. Và vì thế chưa thể chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chân phải trông cậy vào quyết định của người khác, trông cậy vào trí tuệ của người khác. Chính vì thế, theo tôi cái dấu mốc để đánh dấu một người trưởng thành hay không học nhiều như thế nhưng có trưởng thành hay không nó thể hiện ở một chi tiết thôi là anh có khả năng tư duy độc lập hay không nếu như anh mới học hết tiểu học mà anh có tư duy độc lập thì anh vẫn trưởng thành và chúng ta thấy nhiều vĩ nhân trong hết tiểu học nhưng người ta rất trưởng thành về mặt trí tuệ bởi vì người ta có tư duy độc lập người ta đưa ra những quyết định độc lập người ta chịu trách nhiệm quyết định ấy nhưng có người thành giáo sư rồi vẫn không thể đưa ra những quyết định độc lập, không thể có tư duy độc lập thì khi đó vẫn chưa trưởng thành đâu nhé. đấy, cho nên khi chúng ta thấy rằng mình đã có tư duy độc lập thì khi đó là chúng ta trưởng thành và việc học ấy có giá trị, có ý nghĩa. Thế còn mình chưa có tư duy độc lập, mình vẫn cứ phải văn mẫu, mình vẫn phải toán dạng, mình vẫn phải nghĩ theo cách nghĩ của người khác, mình phải nói theo cách nói của người khác mình không thể đánh giá được đâu là phải trái đúng sai tốt xấu tức là mình chưa có tư duy độc lập thì khi đó là mình chưa trưởng thành dù mình có học bao nhiêu đi chăng nữa dù mình có tuổi tác cao đến thế nào đi chăng nữa đấy thế thì cái dấu mốc cái tiêu chí duy nhất để đánh giá một người có trưởng thành hay không là người đó có tư duy độc lập hay không nếu như không có tư duy độc lập thì vĩnh viễn là vị thành niên tức là mình sẽ phải có những cái đầy đủ những cái lý lẽ dẫn chứng hoặc là những cái logic khi mà mình đưa ra một quyết định đúng không ạ và và mình đủ khả năng để bảo vệ cho những cái logic đấy có thể là nó cùng quan điểm với người khác hoặc không cùng quan điểm với người khác nhưng mà mình sẽ có đủ lý lẽ lập luận và em nghĩ là cần phải có đủ cái sự uh, gọi là cái hành động của mình chứng tỏ được cho cái lý lẽ đấy à, đúng, đúng nhưng mà chưa đủ cái lý lẽ cái lập luận á, nó chỉ là một phần của tư duy thôi đôi khi cái trực giác nó còn quan trọng hơn tức là tôi trực giác thấy tôi phải sống một cuộc sống như thế thì tôi mới tốt tôi mới có ý nghĩa xong đó cái lý lẽ cái lập luận đó nó sẽ đi sau nó sẽ làm sáng tỏ nó sẽ soi rõ cho cái trực giác đó thì nó vẫn là tư duy độc lập cho là trong câu chuyện tư duy ấy, thì nó không chỉ đơn thuần là lý lẽ là lập luận là logic mà đôi khi trực giác cái hiểu tổng thể, cái quyết định tổng thể, cái quyết định tức thời nó cũng có giá trị như hoặc hơn cái lý lẽ kết lập luận. Cho nên là có những người lý lẽ lập luận rất giỏi nhưng mà chưa chắc đã có tư duy độc lập. Tại vì tất cả những lý lẽ lập luận đó có khi chỉ là làm lại, thao tác lại của người khác. Cho nên là chúng ta thấy có những học sinh giải bài tập rất giỏi nhưng đấy là những bài tập đã có lời giải anh ta có thể học thuộc anh ta có thể làm đi làm lại anh ta làm rất giỏi các dạng toán khác nhau nhưng bảo người đó có tư duy độc lập hay không chưa chắc nhỉ có những người cơ giải toán không giỏi nhưng người ta thấy có một tình huống nào đấy người ta có thể khái quát hóa thành một bài toán và người ta giải cái bài toán đấy thì cái người đó lại có tư duy độc lập đúng nào đấy cho là cái chuyện giỏi lập luận giỏi logic giỏi lý lẽ chưa chắc đã là có tư duy độc lập đấy nhỉ? trí tuệ nhân tạo chả đấy lập loại tốt không? Logic tốt không? Có, nhưng bảo có tư duy đồ học không? Tôi nghĩ là không. Từ đầu đến giờ thì em nghĩ là mình đã xoay quanh cái 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 chữ gọi là thực học và mình bàn xung quanh nó khá là nhiều về câu chuyện thế nào gọi là học thật thế nào gọi là trưởng thành thật và mình nên đo đạc đánh giá nó như thế nào thì bây giờ em muốn mình sẽ chuyển sang một cái chủ đề quan trọng không kém đấy là thực dạy thì uh, trong những cái công trình hay là những cái bài viết của anh em thấy lặp lại rất nhiều uh, một cái triết lý bao gồm bốn chữ là chân thiện mỹ hòa với mọi người thì em tin là chân thiện mỹ đã rất là quen thuộc rồi nhưng mà còn cái chữ hòa ở cuối thì không biết anh Dương em có thể nhờ anh chia sẻ lại về cái triết lý đấy Đặc biệt là cái chữ hòa không ạ? Đó là giá trị sống, giá trị cốt lõi Chứ nó cũng không hoàn toàn là triết lý giáo dục Cái triết lý và cái giá trị nó khác nhau Cái triết lý tức là gì? Là một cái mệnh đề Thường là có tính chất học một mệnh đề Đi thẳng vào cuộc sống Một mệnh đề chất học một sự thật đi thẳng của cuộc sống nó trở thành phương châm hành động nó trở thành định hướng chung nhất nó trở thành ngôi sao dẫn đường nó trở thành cái hình dung đầu ra của giáo dục thì nó là triết lý giáo dục nó là triết lý sống nếu như ở trong cuộc sống thế còn giá trị sống thì nó lại khác nhé nó là cái căn cốt cái gốc rễ ở phía dưới để nó điều chỉnh anh để trên cái hành trình đến cái đích đó anh không lạc đường. Đấy chân chân thiện mỹ hòa nó là bốn cái giá trị sống, bốn cái giá trị cốt lõi mà khi làm giáo dục thì uh, tôi đã đặt ra để cho học sinh, giáo viên của mình uh, thực hiện. Thế thì tại sao lại cần bốn cái giá trị này để điều chỉnh hành vi, điều chỉnh nhận thức trên cái hành trình uh, thực hiện giáo dục? chúng ta nhớ ngày xưa những người đi trên biển đi trên sa mạc đúng không người ta có gì người ta chỉ có một cái la bàn đông tây nam bắc và người ta phải biết rõ cái đích người ta muốn đến dù người ta muốn đi ấn độ người ta muốn đi trung quốc hay muốn đi tây tạng hay muốn đi châu âu đúng không thì cái điều kiện của họ là gì biết cái nơi mình muốn đến và có một cái la bàn trong tay và cuối cùng là họ vẫn đi khắp thế giới và khi không có la bàn trong tay họ nhìn lên bầu trời ban đêm đúng không đâu là sao bắt đầu là phương bắc về ban ngày họ nhìn mặt trời đâu là phương đông phương tây họ vẫn đến cái đích họ muốn đến cho nên cái la bàn nó rất là quan trọng tại vì nó giúp người ta điều chỉnh cái hướng đi thì trong cuộc sống nó cũng đòi hỏi một cái la bàn như vậy đó chính là những giá trị cốt lõi để điều chỉnh cái nhận thức cái hành vi của họ thì tôi chọn bốn giá trị phổ quát là chân thiện mỹ hòa chân là cái tiêu chuẩn hướng đến của khoa học và nhận thức anh phải hướng đến sự thật thiện là cái tiêu chuẩn hướng đến của đạo đức và hành vi trong cái đạo đức trong hành vi của anh anh hướng đến cái thiện mà cái thiện ở đây cấp độ cơ bản nhất là không gây hại không gây hại cho mình không gây hại cho người khác không gây hại cho môi trường xung quanh trước khi nói chuyện kiến tạo là không gây hại đã Đấy. mỹ là cái tiêu chuẩn hướng đến của nghệ thuật và lối sống lối sống đẹp nó rất là quan trọng nghệ thuật thì đương nhiên hiền cái đẹp rồi nhưng mà lối sống đẹp cũng rất là quan trọng sau này chúng ta nhớ lại những khoảng thời gian mà sống với ai đó, làm việc cùng ai đó, chúng ta sẽ nhớ những khoảnh khắc mà đẹp trong cuộc sống ấy đúng không? Chúng ta không nhớ người giỏi nhất, người đúng nhất, chúng ta không nhớ người tốt nhất, mà chúng ta nhớ gì? Cái người Để mà đã đẹp sống đẹp với mình nhất, hay trong thể thao ấy thôi. Cái mà động lại khoảnh khắc động này là chơi đẹp với nhau không? Cái đội fair play chưa đẹp không? Chứ không phải là cái đội chiến thắng, đội giỏi nhất đấy cho nên là cái đẹp trong cuộc sống nó rất là quan trọng và hòa là cái thi chuẩn hướng đến của văn hóa và kỹ năng sống thế thì cái chân thiện mỹ hòa này bốn giá trị này á là trước đây người ta nói rất nhiều về chân thiện mỹ và nó có một cái lịch sử lâu đời trong triết học phương tây từ thời hy lạp cổ đại cơ đã nói chuyện chân thiện mỹ rồi bởi vì xưa cho cùng đấy là cái đích đến của sự trưởng thành cá nhân con người cá nhân cái đích đến của sự trưởng thành của con người cá nhân là gì là chân thiện mỹ nhưng mà tôi thì quan niệm rằng là con người còn là con người xã hội nữa và khi sống ở trong xã hội ấy, thì người ta không chỉ trưởng thành về mặt cá nhân mà còn trưởng thành về mặt xã hội nữa và vì thế chữ hòa nó rất là quan trọng tức là con người phải có khả năng sống hòa hợp với chính mình sống hòa hợp với người khác sống hòa với môi trường xung quanh. đấy thì đấy là cái ý nghĩa của chịu hòa. Ngoài ra, à, nếu như ai đã làm giáo dục á một cách nghiêm túc á thì đều ít nhiều ảnh hưởng đến bởi triết học của Immanuel Kant, tức là cái triết gia lớn nhất của thời đại khai sáng. thì ông này ông chỉ tập trung xử lý ba câu hỏi thôi. tôi có thể biết gì, tôi phải làm gì và tôi được quyền hy vọng gì. À, thì tôi có thể biết gì là chuyện nhận thức là liên quan trực tiếp đến chữ chân tôi phải làm gì là chuyện đạo đức liên quan trực tiếp đến chữ thiện tôi được quyền hy vọng gì về đời sống của tôi là có liên quan đến chữ mỹ cái đẹp và những câu hỏi này nó lại dẫn đến một cái câu hỏi rất căn cốt khác của những người làm giáo dục con người là gì à, thế thì bằng chữ hòa này thì tôi đã định nghĩa con người là gì đúng không con người không chỉ đơn thuần là con người sinh học thể xác mà con người còn là sự hài hòa là sự tổng hòa các mối quan hệ với chính họ với người khác và mối, môi trường xung quanh tức là con người xã hội Đấy. thế thì nó cũng có những cái nền tảng triết học ở phía sau nhưng điều thú vị là bốn cái chữ này ấy, nói ra trẻ con cũng hiểu chân thiện mỹ hóa trẻ con đều hiểu và tất cả mọi người đều hiểu đúng nó là những cái tiêu chuẩn hướng đến và nhờ đó một người có thể điều chỉnh cái hành vi của mình ví dụ như khi soạn bài dạy học cả nhé phải hướng đến sự thật hướng đến khoa học nhưng mà khi đối xử ứng xử với người khác đấy, hành động với người khác thì phải lấy chữ thiện là cái tiêu chuẩn thấy gây hại là phải lùi lại ngay trên tôi có một cái bài viết là gì đạo đức của nghề giáo cái đạo đức cơ bản nhất của nghề giáo á là không gây hại. Đó không phải là cái gì cao siêu, không gây hại. Nhưng thường chúng ta không hiểu điều đấy, chúng ta thường nhân danh giáo dục, nhân danh tương lai của các con, là chúng ta gì đấy? Đòn roi. <laughs> Đòn roi, rồi nghiền nát ước mơ, nghiền nát sáng tạo. Có một cái nghiên cứu là khi thời mộ giáo, á, là 98 trẻ em có tư duy sáng tạo, và đều có tố chất trở thành các cái nhân tài. Nhưng đến khi 30 tuổi thì sao? Cái người sáng tạo chỉ còn 2%. Thế tại sao nó lật ngược như thế? Ai? Ai là thủ phạm? Chính thầy cô, chính cha mẹ, chính giáo dục. Thế thì rõ ràng nhìn góc độ đấy nó một sự gây hại. Đúng không? Cho là tôi luôn dặn dò giáo viên là gì? Khi thấy rằng mình có tiềm năng gây hại cho trẻ, cho sự phát triển của trẻ thì phải lùi anh. Lùi lại một bước. Đấy. Cho đôi khi là gì? Chỉ là không gây hại đã là đóng góp rất lớn ở trong giáo dục rồi. Cho nên, nếu như gây hại mạnh nhân danh yêu thương nhân danh vì tương lai rồi dùng rất là nhiều thủ thuật ví dụ như luyện thi chẳng hạn để tiêu diệt cái sáng tạo khi đó lại càng gây hại nữa. Cho nên là cái này đó lật ngược lại cái quan điểm về thế nào là dạy giỏi quá. nhiều thầy cô phải rất là giật mình. Đúng không? Mình dạy giỏi hay là mình chỉ luyện thi giỏi? Và cái hệ quả của chuyện luyện thi giỏi ấy, Nó tạo ra một con người như thế nào? Là một con người công cụ Đúng không? Chứ không phải một con người tự chủ Một con người sáng tạo, một con người trưởng thành Thì khi đó là gì? Dạy giỏi hóa ra lại Ngược lại Đấy, cho là cái đạo đức của người giáo ấy, Đạo đức đầu tiên Và cơ bản nhất quan trọng là không gây hại Thì không gây hại cho gì? Không phải chỉ cho Học trò của mình ngồi trước mặt mình đâu 6 tuổi, 10 tuổi Tôi không đánh con Tôi không mắng học sinh, tôi không mắng học sinh đấy là không gây hại. Cái hiểu đó còn rất sơ sài. Đứa con của mình 6 tuổi, 10 tuổi ngồi đây, học sinh của mình 6 tuổi, 10 tuổi ngồi đây, không chỉ là một đứa trẻ mà còn có thể là một nhà khoa học tương lai, một kỹ sư tương lai, một doanh nhân tương lai, một nghệ sĩ tương lai, một chính trị gia tương lai. Nếu tôi vì đứa trẻ này và tôi gây hại cho các cái khả thể tương lai kia thì là gây hại đấy nhá. Có đúng không? Cho nên giáo dục phải rất là thận trọng. Đặc biệt là trong việc phán xét, trong việc gián nhã Trước mặt mình Không phải là một đứa trẻ Trước mặt mình có thể là một gì? Nhà khoa học tương lai, một nghệ sĩ tương lai Và mình, mình nhìn đứa trẻ như thế nào Mình sẽ ứng xử như thế Đúng không? Và cái này nó cũng chặn đến bản chất của giáo dục đó. Giáo dục, tiếng Anh nó gọi là education đó. Thường chúng ta Cứ nghĩ rằng giáo dục là gì? Là truyền đạt kiến thức Là đưa kiến thức vào Tức là nhồi vào input. <laughs> Nhồi vào tìm cách nhồi vào nhồi vào càng nhiều càng tốt cho học càng nhiều càng tốt nhưng mà gốc rễ của giáo dục không phải như thế nếu như ai kiểm tra thật kỹ thì chữ education có nguồn gốc trong tiếng latin là educere có nghĩa là gì kéo ra là khơi ra cho người thầy giỏi là người có khả năng kéo ra có năng khơi ra khơi ra cái gì khơi ra những khả thể mới những khả năng mới của người học đầu tiên là khả năng Khả năng là khả năng học, khả năng tư duy, khả năng tương tác, khả năng trao đổi, khả năng làm việc nhóm. Rồi từng bước hiện thực hóa khả năng ấy thì sẽ tạo ra những khả thể mới. Khả thể mới chính là gì? Chính là những con người tương lai, là nhà khoa học tương lai, là doanh nhân tương lai, chính trị tương lai, nghệ sĩ tương lai. Cho người thầy giỏi là người có thể kéo ra, khơi ra những khả năng và hiện thực hóa nó để tạo ra những con người mới, sự trưởng thành mới. Chứ không phải là nhồi vào đâu nhé càng nhồi vào có khi lại càng dở Càng là người dạy dở Còn cái người nào mà gì Dạy ít nhưng mà khơi ra được nhiều Thì mới là thầy giỏi Và cha mẹ nào á Cứ ra giả giảng đạo đức hết ngày này tháng khác rồi Nhồi vào nhồi vào nhồi vào, vào Chưa chắc đã là dạy con tốt Còn cái cha mẹ nào mà cứ Hiền hòa tùm tỉm mà lại khơi ra được Khả năng tự học Khả năng tự giác của con Khả năng yêu đời của con Ý chí của con Mục tiêu phân đấu của con Thì khi đấy mới là cha mẹ giỏi Dạy con giỏi cho là nó lật lại hoàn toàn Cái bản chất của giáo dục Nhưng mà bằng một cách nào đấy Hành trình hóa Quan liêu hóa Đo lường hợp lý hóa Các cái chỉ tiêu Các cái thang đo Các cái đánh giá Làm cho giáo dục đã thoái hóa biến chất trở thành quá trình nhồi vào nhồi vào nhồi vào. Tại vì sao? Tại vì chỉ nhồi vào mới đo được. Tôi biết là tôi nhồi vào những thứ gì, đúng không? Chọn khơi ra, thì, khơi ra thì nó khó hơn rất nhiều khó, khó và rất đo. khó đo. Đấy. Nhưng mà khơi ra mới là đúng. Khơi ra những khả năng mới học sinh, khơi ra những sự trưởng thành mới, khơi ra những khả thể mới thì mới là đúng bản chất của giáo dục nhân cái câu chuyện mà chuyện khơi ra mà anh anh dã văn dương vừa chia sẻ thì làm em nhớ lại những cái kỷ niệm về cái thời đi học của mình tức là uh, ngày xưa thì uh, trong suốt giai đoạn tiểu học thì em đúng định nghĩa là gọi là gà công nghiệp được rèn luyện để đi thi thi đấu <laughs> là, là kiểu sau này em nghĩ lại thì em cảm giác như là gần như là mình hình như tuổi thơ của mình nó nó bị khuyết ở đâu đấy bởi vì hồi đấy mình không có chơi mình bỏ hết những cái môn ví dụ như là học thủ công rồi mỹ thuật âm nhạc các thứ mà mình chỉ có luyện toán luyện văn để mình đi thi đấu thôi à, và sau đấy lên cấp 2 thì em 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 là một đứa trẻ rất là nhút nhát à, nhưng mà em rất biết ơn um, cô giáo chủ nhiệm cấp 2 của em hồi đấy và đúng là như anh nói người thầy tốt có thể là uh, một người thầy mà 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 khơi ra thì em cô giáo cấp hai của em đã là cái người mà cho em thấy là thật ra em không phải là một đứa trẻ quá nhút nhát em có thể uh, có thể nói ra em có thể thể hiện ra và uh, và và cô giáo chủ nhiệm cấp hai của em là người mà đã khiến cho em cảm thấy rất là được truyền cảm hứng bởi vì cô là một cô giáo nhưng em thấy cô có những cái tài năng khác ví dụ như là viết sách ví dụ như là làm nhà báo và em thực sự rất là ngưỡng mộ là tại sao một người làm cô giáo ở trường học lại có thể vừa đi làm báo lại vừa đi uh, viết sách được giỏi giỏi như thế thì tại sao mình không mình không trở thành một cái người như thế được và em nghĩ là có thể là đâu đó những thầy cô uh, trong suốt cái hành trình cuộc đời của mình thì có thể là các thầy cô cũng không nhận ra được câu chuyện là sự khác biệt giữa chuyện uh, giữa chuyện nhồi vào và chuyện khơi ra đấy đúng rồi đa số là không nhận ra được bởi vì những điều này ấy, nếu như em có thể kiểm tra là rất hiếm khi được nói đến cho nên xung quanh cái chuyện khơi ra này á. một là không phải lúc nào cũng khơi ra được và nó phải đúng thời điểm đúng hoàn cảnh thì mới khơi ra được cho nên cái người thầy giỏi là người bắt đúng thời điểm và đúng cái tình huống đó, khơi ra đó là cái số 1 cái số hai là khơi ra bằng cách làm mẫu làm hình mẫu làm gương ấy cho chuyện thân giáo ừ. vì cô của em như thế đúng không là một giáo viên nhưng lại viết sách lại viết báo bản thân cái hình mẫu đấy nó khơi ra cái khát vọng của em cái ước mơ của em cũng có thể làm được như thế đúng không cô không dạy gì nhưng mà thực ra là cô đã khơi ra một cái mong muốn như thế của em và làm cho em hình dung thấy rằng chuyện đấy là có thể cho là trong các cái câu chuyện về giáo dục nuôi dạy con cái tôi nói rằng dạy con thực ra rất dễ rất dễ nhưng mà cũng rất khó dễ chỗ là gì là muốn con mình thế nào thì hãy như thế muốn con mình đúng giờ giữ lời chẳng mình cũng đúng giờ giữ lời đúng không muốn con mình thích đọc sách thì mình cũng phải thích đọc sách muốn con mình ngăn nắp gọn gàng mình cũng gọn ngăn, ngăn nắp gọn gàng nhưng mà nó rất khó chỗ là gì là mình cũng rất khó thực hiện rất cái khó chuyện đấy, chuyện đấy. đấy. <laughs> cho là dạy con thì rất dễ và rất khó muốn con trở thành người thế nào thì mình hãy là người như thế trước Nhưng cái khó chỗ là gì? Bản thân cái việc đấy cũng rất khó với chúng ta Và thường chúng ta tham Chúng ta thường đặt ra những mục tiêu, những hình mẫu, những kế hoạch này Quá sức với chúng ta cho đương nhiên sẽ quá sức với trẻ Chúng cuối cùng trẻ không đạt được Và mình thấy trẻ không đạt được, mình quay sang chỉ chiết, mình sang thất vọng Và cái công cuộc giáo dục trong gia đình nó rất là căng thẳng <laughs> căng thẳng trong gia đình nó sẽ căng thẳng đến trường chuyện căng thẳng ở trường nó sẽ về trong gia đình cho câu chuyện giáo dục thực sự là lúc nào nó cũng sôi sùng sục từ nhà đến trường người từ trường về nhà và lên báo chí lên diễn đàn Nhân nói về câu chuyện giáo dục trong gia đình thì anh Giáo Văn An Dương là một ông bố của ba bạn đúng không ạ vâng ba bạn thì em xin phép dành cho anh dương một cái câu hỏi ngày hôm nay đấy là giữa việc dạy con nhà mình và việc dạy con nhà người thì với anh chuyện gì là khó hơn ạ à, tất nhiên dạy con mình thì khó hơn dạy con người khác rất nhiều ngày <laughs> xưa ạ. các cụ bảo là giao sắc không còn được chui đúng không à. và chúng ta nhìn thấy tấm gương của các nhà giáo dục nếu chúng ta nghiên cứu các nhà giáo dục các chuyên gia chúng ta sẽ thấy con cái thực sự là thách thức của các nhà giáo dục có những nhà giáo dục các triết gia nổi tiếng như Rousseau chẳng hạn nhưng mà con của ông ấy như thế nào chúng ta biết đúng không nào cho tất cả các nhà giáo dục tất cả các triết gia tất cả các trí thức thì đều gặp một thử thách rất lớn một hòn đá tảng là việc giáo dục của chính con cái họ bởi vì khi dạy con người khác thì nó là một công việc nhưng khi dạy con mình thì nó không chỉ đơn thuần là một công việc mà môi trường gia đình nó rất là phức tạp trong môi trường gia đình ấy, mọi người cứ nói đến đấu lý với nhau chẳng nói chuyện đúng sai chẳng thì nó sẽ thất bại. Tại vì nó không phải là công việc công việc có đúng có sai có tiêu chuẩn có thỏa thuận. Nhưng mà chuyện dạy con mình hay là trong quan hệ ứng xử với con mình với vợ mình thì chúng ta không thể lúc nào cũng mang đúng sai thỏa thuận quy trình ra để chúng ta làm việc. đấy cho nên dạy con rất là khó. Chưa kể là trong gia đình á chúng ta phải thấy rằng trong gia đình cái Môi trường đó là môi trường rất đặc biệt. Một, các thành viên là không thể thay thế. Khi dạy con người khác, chúng ta không dạy được đúng không? Chúng ta có thể cử người khác dạy hoặc chúng ta, có thể nói rằng tôi không dạy nữa tại vì tôi không thể dạy được. Ừ. Nhưng con mình mình không thể nói thế được. Bố không làm bố nữa bởi vì bố không thể làm được. Trước đây chuyện không thể. Đấy cho chúng ta không có quyền từ chối. Ừ. Các người thân của mình trong gia đình mình chúng ta không có lựa chọn. Cái thứ hai, đó là một cái môi trường mà rất nhiều cung bậc cảm xúc diễn ra trong một ngày trong một tuần có thể đi từ đỉnh cao xuống vực sâu. Thế thì chúng ta phải ứng xử với chính những cảm xúc của mình và của người khác nó rất là phức tạp. Và cái thứ ba là trong môi trường ấy ai cũng quan trọng. Mình quan trọng, con mình cũng quan trọng, vợ mình quan trọng, bố mình, mẹ mình, anh chị em mình tất cả mọi người đều quan trọng. Và khi mọi người đều quan trọng thì đòi hỏi tiếng nói phải được tôn trọng. Đòi hỏi ý kiến của mình phải được lắng nghe phải, phải được thực thi. Cho nên nó là một cái môi trường rất là phức tạp. Chính vì thế mà dạy con mình thì vô cùng khó anh đã có cái chiến lược gì cho việc xây dựng cái cách thức giáo dục trong gia đình của mình không? Ừ. Chiến lược thì đôi khi nó cũng hơi to tát. Ừ. Ví dụ như là uh, sống với vợ, với chồng mà phải có chiến lược á. Đó, đó là cũng hơi mệt đấy. Đúng không? Sống với con mà phải có chiến lược là cũng hơi mệt đấy. Cho là không phải lúc nào cũng phải có chiến lược. Bởi vì gia đình á, suy cho cùng á, không phải là cái nơi mà uh, bàn chuyện chiến lược nhiều lắm đâu, gia đình nó cái nơi mà mình cảm thấy mình được là mình, mình cảm thấy được tôn trọng, được ấm áp, được trở về, nó là cái nơi mà mình cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc chứ không phải mặt lý trí nhá. Lý trí là công sở là công việc luôn. Trong gia đình cảm xúc quan trọng hơn. Anh Dương em nhớ anh có một cái từ em rất thích đấy là gia đình là hầm trú ẩn cảm xúc. Chính xác. Ừ. Chính xác. Cho nên là khi đã là hầm trú ẩn của cảm xúc á thì cái chuyện chiến lược á nó là một phần của câu chuyện thôi và cũng không nên lạm dụng quá tại vì câu chuyện của chiến lược là câu chuyện của lý trí đấy thiếu nó thì nó hỗn loạn nhưng mà lạm dụng nó quá thì nó lại trở thành khắc nghiệt trở thành khô cứng và môi trường gia đình á nó không còn an toàn về mặt cảm xúc nữa ừ. thế mình phải dung hòa hai cái phần lý trí và cảm xúc đấy như thế nào? Mình dung hòa nó, mình kết nối nó bằng một cái chất liệu là tình yêu thương. Suy cho cùng ấy, cái đó là cái quan trọng nhất trong gia đình. Khi chúng ta lập gia đình đúng không? Người nam, người nữ, hai người yêu nhau lập gia đình, cái gì, cái gì gắn kết họ, cái gì tạo ra một gia đình? Chứ là tình yêu. Nhưng mà có một lý là sau khi lập gia đình xong thì họ quên mất cái điều ấy họ bắt đầu là tình yêu bắt đầu biến mất đúng không ạ <laughs> họ bắt đầu là không nuôi dưỡng không chăm sóc nó họ bắt đầu là gì à, tính toán lý trí quá họ bắt đầu là có chiến lược như em nói đấy <laughs> và cuối cùng là tình yêu biến mất và cuối cùng là là không còn cái gì để tưới tắm cho nên ở đây tôi có một cái mô hình mà cá nhân tôi cho rằng là rất là thú vị và rất là hữu dụng cho việc quản trị gia đình, nuôi dưỡng của gia đình. Gia đình là gì? Theo em gia đình là gì? Em nhìn gia đình như thế nào? Em chắc là định nghĩa của em sẽ khá tương đồng với cái quan điểm của anh Dương ở góc độ là đấy là một nơi mình mình có thể trở về và mình cảm thấy an toàn. Nó là nơi mình thoải mái bộc lộ cái phần xấu xí nhất của mình hoặc là những phần mình mình không dám bộc lộ ở đâu hết cả em không nghĩ là gia đình nhất thiết phải phải được định nghĩa bằng những cái quan hệ huyết thống bởi vì rõ ràng sẽ có những cái gia đình mà không phải là con cái ruột của bố mẹ tự ừ. sinh ra đấy. Rồi thì cũng có những gia đình toàn là một nhóm những người xa lạ ở cạnh nhau nhưng mà thế thì cái gì làm nên định nghĩa gia đình thì em nghĩ đấy là chuyện câu chuyện về sự thoải mái về mặt tinh thần sự an đấy. toàn về mặt cảm xúc cho là cái đó là những cái đó nó bộc lộ một chi tiết rất quan trọng nhé, em là gia đình rồi có con rồi đúng không? Dạ, nhưng rồi. khi hỏi gia đình là gì Bùi rồi, có đúng không? Đúng ạ. Đó. Và cái lập luận đấy về gia đình ấy, nó đúng nhưng nó không đủ và trong trong thực tế ấy, chưa chắc nó đã khả dụng trong việc xây đắp một gia đình. Có đúng không? À, gia đình là tổ ấm đúng không? Đúng. Gia đình nơi trở về đúng không? Đúng. Gia đình là hầm trú ẩn của cảm xúc đúng không? Rất đúng. Nhưng mà cái đúng đó nó đúng ở ở trong cảm giác ở trong tâm thức nhưng mà nó lại không khả dụng trong việc quản trị và xây dựng gia đình mọi người đều đúng đều muốn trở về đều muốn ấm áp đều muốn được yêu thương như thế này các nhưng mà hãy nhìn vào tỷ lệ ly hôn bây giờ <laughs> đồ đó khoảng ba đúng không đúng và các nước phát triển ở trên năm phần thì chứng tỏ đang có một cái gì rất là sai trong việc hiểu về gia đình và quản trị đặc biệt là quản trị gia đình thế thì thời gian vừa rồi là khi mà suy ngẫm về vấn đề đó thì vì vì làm giáo dục mà có những học sinh gia đình tan vỡ rất là khổ ảnh hưởng với việc học của con cho là từ cái thực tế đó mà bản thân tôi cũng phải suy ngẫm về thế nào là quản trị gia đình á thì có một cái mô hình mà tôi đưa ra tôi nghĩ rằng là rất là hiệu dụng đó thì nó sẽ khác hoàn toàn với những thứ đúng kìa đó là suy cho cùng ấy nếu như chúng ta nhìn gia đình như một cái cây Thì nó sẽ hữu dụng hơn Gia đình nó là một cái cây Nó không phải là của anh, không phải của tôi Nó là một cái cây và vợ hay chồng hay con cái hay Ông bà đều phải có trách nhiệm gì Tưới tắm chăm sóc cho cái cây đó nó lớn lên Đúng không? Rồi phải lường trước những tình huống là rông mã cuộc đời nó ập đến Nó có thể quật ngã cây đó Rồi phải lường trước tình huống là gì? Cái cây nó có sâu bệnh Có đúng không? Đấy, khi đó là mỗi người lùi ra một bước để cùng chăm sóc cái cây gia đình cho nó lớn lên dù một lúc nào đấy nó sẽ đơm hoa kết trái nó sẽ gì che chở cho tất cả mọi người thì rõ ràng là khi chúng ta nhìn như thế chúng ta sẽ biết cách quản trị gia đình ngay biết cách ứng xử với gia đình của mình ngay và khi đó nó không có xung đột là gì đây là việc của chồng hay của vợ hay của con rồi là ông bà bố mẹ tất cả các thành viên khác cũng sẽ không không can thiệp quá trong một cái gia đình nhỏ. Đúng không? Tại vì cái gia đình nó một cái cây mà, chúng ta là những người đứng xung quanh mà. Chúng ta chăm sóc nó, người nào tưới nước thì tưới nước, người nào thì bắt sâu thì bắt sâu, người nào thì rào rậu thì rào rậu. Mỗi người đều có việc của mình theo sức theo thời gian của mình. Nhưng không ai không ai trở thành trung tâm để áp đảo để chi phối những người khác. Để vận hành nó phải theo ý mình. Đấy và khi nói chuyện cái cây nó rất nhiều chuyện thú vị xảy ra vậy thì cái cây đó trồng ở cái mảnh đất đó có hợp hay không sống ở thành phố này có hợp hay không hợp thổ nhưỡng hay không hợp khí hậu hay không mặt trời như thế nào dông bão thế nào sâu bệnh thế nào ôi nhiều thử lắm <laughs> đúng không hòa trái thế nào đấy nhưng mà nó phải có thực tế có trải nghiệm đúng không đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc rất nhiều tình huống ứng xử rồi thì mới hiểu ra một chuyện rằng là và cái kiến thức về quản trị gia đình nó vô cùng ít Và không rõ ràng Và đấy chính là lý do vì sao mà Là chúng ta cứ đánh vật với gia đình của mình Và đổ vỡ 35% nhé 65% còn lại Không hạnh phúc mà <laughs> Không hạnh phúc phải hơi một nửa <laughs> Tại vì rất nhiều người gồng mình Đúng không? Nắm chân tay để cho nó không vỡ Nhưng mà nó không hạnh phúc, nó không vui vẻ Mà nguyên nhân là gì là không hiểu ừ. gia đình nó là cái gì cả khó nói <laughs> ừ, chung là khó đấy ừ. để mà để mà để mà xây dựng để mà vun đắp ừ. tất nhiên có những người khác sẽ có những mô hình hay hơn hoặc phù hợp với họ hơn nhưng mỗi người đều phải tìm ra một cái mô hình gì đấy cho mình để để có thể quản trị được <laughs> em nghĩ là rất là thú vị à, chắc là hôm nay không mình mình bắt đầu với câu chuyện về giáo dục về việc thực học và thực dạy nhưng mà em thấy mình đang kết lại bằng câu chuyện là mình sống thực em đang cảm thấy là mình đang đi dần đến cái đến một cái một cái định nghĩa nó rộng lớn hơn là câu chuyện thế thì mình sống như thế nào cho nó đúng với bản chất của mình và sống thực thì uh, um, sau tất cả những chia sẻ vừa rồi thì em rất là cảm ơn anh Dương. Nhưng mà em muốn hỏi anh một cái câu cuối là thế thì uh, anh có một cái chia sẻ hay là một cái điều rút ra gì cuối cùng cho liên quan đến chuyện sống thực không? Để mình có thể nhắn nhủ lại cho các bạn trẻ sau mấy chục năm trong hôn nhân rồi mấy chục năm làm khoa học và giáo dục của anh. Ừ. Thế thì chúng ta cứ đi qua đi lại giữa hai câu chuyện giữa giáo dục và gia đình nhé. Thực ra nó không tách biệt gia đình nó là một cái ví dụ rất điển hình của giáo dục bởi vì cả hai đều hướng đến sự trưởng thành chúng ta nói câu chuyện giáo dục ở trong gia đình hay chuyện hình dung trong gia đình thế nào đó, là vì nó là cái thước đo cho thấy chúng ta đã trưởng thành hay không trong cái công việc ấy và tạo ra sự trưởng thành chính là giáo dục đấy và trong giáo dục thì cái lõi của nó cái lõi quan trọng nhất vẫn là dạy thật học thật để tạo ra sự trưởng thành thật Ừ. nhưng mà người ta chỉ có thể dạy thật học thật học thật nếu như người ta sống thật không sống thật thì anh không cách nào anh dạy thật anh không cách nào anh học thật bởi vì sống mới là cái cơ bản mới là cái lõi mới là cái trụ cột thế còn dạy hay học đó, nó chỉ là công việc thôi nếu anh đã không sống thật thì anh sẽ không có khả năng dạy thật không có khả năng sống thật cho nên là trong trường thì tôi hay nói rằng là gì vì trường chúng ta có chữ chân á chữ chân tức là hướng đến sự thật, tức cái điều mình nhận thức và cái điều bên ngoài nó phải khớp lại với nhau thì mới là chạm đến sự thật. Nhưng nhưng có một cách diễn nôm khác không sai mà phù hợp với với phụ huynh với trẻ nhỏ là ở cấp độ cơ bản ấy cái thật đó, tức là dạy thật, học thật, thi thật, ăn thật, chơi thật, ngủ thật, sai thật, sửa thật đấy thì nó bắt đầu là cảm nhận được cái tinh thần của cái sự thật là gì đấy tức là cái con người của tôi bên trong thế nào tôi suy nghĩ thế nào tôi mắc lỗi gì tôi ghi nhận đúng cái chuyện đấy dạy thật học thật ngủ thật trong trường là nhiều bạn là ngủ giả vờ lắm đúng không chơi mà chơi thật thi là phải thi thật kết quả sao đánh giá đúng như vậy rồi là sai thật chúng ta có một quan điểm không biết từ bao giờ nó trở thành rất sai lầm tức là không được phép sai sai là trừng phạt có ai mà không sai chúng ta trưởng thành nhờ việc sai thật và sửa thật không nhìn nhận đây một sai thật và không sửa thật thì không bao giờ trưởng thành làm gì có đứa trẻ nào biết đi mà không ngã đúng không nào sự thật nó là như thế chân là căn cốt nhất để có được dạy thật học thật hay giáo dục thật ấy, chính là sống thật Thế thì làm thế nào để sống thật? Đây là câu hỏi. Trả lời được nó thì sẽ có được cái dạy thật học thật kia. Một người sống thật, tức là một người luôn được là chính mình. Chúng phải là mong đợi của người khác, là phiên bản của người khác, là hình dung của người khác. Một người chỉ có thể sống thật nếu họ được là chính mình. Nhưng làm thế nào để được là chính mình? cách chắc chắn nhất để được là chính mình là tự tạo ra chính mình. Thế còn để người khác tạo ra chính mình thì khi đó là mình sẽ trở thành phiên bản của họ, trở thành hình dung của họ. Cho nếu tôi tự tạo ra tôi mỗi ngày thì tôi luôn được là tôi. Đó. Cho nên là nó dẫn đến một cái tiếp cận rất quan trọng trong giáo dục mà tiếp cận này tôi phát triển và đưa thẳng vào trường phổ thông tức là là tiếp cận đồng kiến tạo là phương pháp đồng kiến tạo tức là gì sự trưởng thành của học trò là sản phẩm đồng kiến tạo của thầy và trò. Trong gia đình sự trưởng thành của các con là sản phẩm đồng kiến tạo của cha mẹ và các con. Cho là sự trưởng thành của một người á, không phải là một sự áp đặt của người khác, của một người trưởng thành hơn, người có thẩm quyền hơn xuống và nhào nặn theo cái con đường ấy, mặc dù nó rất tốt. Có bài học đạo đức tốt không? Tốt. Đúng không? Trong các quy tắc đạo đức rồi là các quy tắc ứng xử rồi nhiều thứ lắm chúng ta có rất nhiều thứ cả trong văn hóa cả trong luật pháp cả trong tôn giáo chúng ta tràn ngập các quy tắc đạo đức và chúng ta tìm cách áp vào nhưng mà chúng ta biết tình trạng đạo đức của xã hội như thế nào thế thì vấn đề đây là sai vấn đề không phải là gì là áp một hình dung một sự trưởng thành một thiết kế từ bên ngoài vào mà vấn đề là chúng ta đã không trao quyền không tạo điều kiện không trao cơ hội để cho mỗi người được tự tạo ra chính mình ngay từ khi còn nhỏ. Trong cái tiếp cận đồng kiến tạo là gì đây? Trao quyền, trao cơ hội để cho mỗi người tự tạo ra chính mình. Và vì tự tạo ra chính mình cho nên là gì? Luôn được là chính mình. Vì thế, luôn có niềm vui trong học tập, luôn có niềm vui trong cuộc sống và vì thế luôn được sống thật. Và tôi gọi cái tiếp cận đó, cái phương pháp đó là đồng kiến tạo. Rất là hay ạ. Em nghĩ rằng là cái phương pháp đồng kiến tạo này nó có lẽ không chỉ giới hạn ở trong lĩnh vực giáo dục khi mà thầy và trò đồng kiến tạo mà như anh nói là trong gia đình cũng thế hoặc là thậm chí là trong những cái môi trường làm việc khác ví dụ như trong công sở chẳng hạn thì khi mà chính mình, xác là... chính xác cho là phương pháp giáo dục ví dụ như ở trường của tôi là đồng kiến tạo thì tôi cũng yêu cầu phương pháp làm việc là đồng kiến tạo đấy và bước chân ra ngoài xã hội trên thực tế sợ phát triển là đồng kiến tạo mà đúng nào đấy rồi sự hài hòa của chúng ta với thiên nhiên hay không cũng là đồng kiến tạo mà đấy cho là đồng kiến tạo là một tiếp cận chung tiếp cận chung mà đó mỗi người đều tìm thấy vị trí của mình đều thấy vai trò và trách nhiệm của mình và đều được trao quyền trao cơ hội để tạo ra chính mình và vì thế luôn là chính mình và vì thế có được niềm vui học tập niềm vui làm việc niềm vui sống và thế được ý nghĩa cuộc sống ở trong đó chứ còn khi mình bị gia công mình bị áp đặt thì mình trở thành một cái robot đó. và những khái niệm hạnh phúc ý nghĩa cuộc sống robot không có chân đó chính là lý do vì sao mà cái khẩu hiệu trường học hạnh phúc nó treo khắp mọi nơi nhưng mà số trường học mà thực sự hạnh phúc trẻ em thực sự hạnh phúc là vô cùng hiếm tại vì luôn áp vào luôn áp vào luôn áp vào ngay cả cái khẩu hiệu hạnh phúc ấy cũng là một sự áp vào mà phải hạnh phúc đi Được không bây giờ vợ chồng nói, em phải hạnh phúc đi, đi. thì bắt đầu mình đau khổ <laughs> khi mà đúng chúng ta không? bị bắt phải hạnh phúc thì chúng ờ, thì ta đau khổ, ta khổ. Đúng không? đấy dạ. tại vì dạ. đấy là một sự áp vào ừ đấy. cho là cái con đường để sống thật cũng lại là gì là phải là chính mình và cái cách thức để là chính mình hiệu quả nhất là luôn tạo ra chính mình trên hành trình đó luôn tạo ra sự trưởng thành cho chính mình và chúng ta thấy cái đích đến của giáo dục là gì là tạo ra sự trưởng thành thế thì cái phương pháp tạo ra sự trưởng thành đó là gì là đồng kiến tạo và đo lường sự trưởng thành đó bằng ngay gì bằng khả năng tư duy độc lập và từ khả năng tư duy độc lập sẽ tạo ra sự tự chủ tự chủ trong lời nói trong cảm xúc trong hành vi trong lối sống đúng không và từ những cái chất liệu đó những cái điều kiện đó thì nó sẽ tạo ra những con người tự chủ tự do thăng hoa sáng tạo, hạnh phúc, có niềm vui sống, luôn là chính mình, luôn vươn lên, luôn thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, vân vân. Thì tất cả nó đều quy vào một cái mối chốt là gì? Là giáo dục, phải làm sao tạo ra sự trưởng thành thật cho mọi người rất là cảm ơn anh Giáp Văn An Dương. ở đây không có khán giả nhưng mà em xin phép dành tặng một chàm ủi tay em nga hôm nay đã cảm thấy là không chỉ dừng lại là một cuộc chia sẻ mà em cũng nhận thấy có rất là nhiều những cái đúc rút cho bản thân mình trong cả từ câu chuyện mình thực học mình thực dậy cho đến mình sống thực và mình mình là chính mình. cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã dành thời gian cho chúng em. Và hy vọng là trong tương lai mình sẽ có cơ hội để ngồi cùng nhau nói những cái câu chuyện khác. cảm ơn nga và xin cảm ơn những khán giả đã ngồi nghe đến giờ phút này